Rồi tiếp theo chúng ta đã được là 40 rồi như hồi nãy các bạn, thì bây giờ mình lấy cái con số 4 là mình tiếp tục mình nhân 1 là 4 nhân 1 bằng 4 thì nó là gì? Mấy bạn nó hướng dẫn các bé là multiply one hundred by four, lấy cái con số 1 ở hàng trăm này nè, mình nhân cho 4, add one hundred thêm vào 1 ở hàng trăm này nè các bạn, là 4 cộng 1 là 5 ở đây. Rồi cái bước tiếp theo thì tới là hàng ngàn các bạn, thì là con bộ cái con số 4 này sẽ được nhân cho 1, multiply 1000 by 4, lấy cái con số 1 ở hàng ngàn này nè nhân cho 4. Như vậy là cũng tương tự như cái bài phép toán mà chúng ta học ở phần tiếng Việt các bạn, cái phần cách nhân này thì nó không có khác gì nhiều. Chỗ này nó nói là when 1135 by 4, the product is 4540. Nghĩa là khi mà lấy một con số 1135 này mà nhân cho 4 thì cái tích của nó là 4540 hay các bạn. Vậy. Tiếp tục chúng ta tiếp ở cái trang tiếp theo. Ở chỗ này thì nhìn sơ sơ chúng ta thấy có sự xuất hiện của phép chia hay các bạn. Rồi coi chúng ta coi nó nói cái gì. If put the stamp equally into five pockets. How many stamp are there in each pocket? Nếu mà xin này nè, đặt các cái con tem của 4540 hồi nãy các bạn. Vào năm cái túi thì người ta mới hỏi là how many stamp đè có trong mỗi túi. Thì cái này là đơn giản, đó là bài chia năm thôi các bạn, nhưng mà có một chút khác biệt ở đây là chúng ta sẽ xem một cái cách sắp xếp phép chia của người ta nó như thế nào. Thì các bạn thấy chỗ này nè, các bạn thấy là nó hơi khác khác với mình nha các bạn. Thông thường thì cái phép chia mình á thì con số 5 này nè thì thường mình hoành ra sau này hơn, nhưng mà người ta thì để ngay đầu. Rồi cái thương này nè các bạn, thông thường mình để dưới thì người ta để trên. Thông thường á, thì các bạn lưu ý là mình có một cái cách của người mình đó là lấy là mình lấy bốn 4.000, thí dụ như của mình thì mình lấy 4540 nè, mình sắp cái bài phép chia như thế này là chia 5 ha. Rồi để mình coi người ta hướng dẫn các bé như thế nào nha các bạn. Thì mình thấy đầu tiên vẫn là cái con số 4540 này thôi, và cái chia là chia cho 5 chỗ này. Thì mình thấy chỗ này là 45 này các bạn, thì người ta bắt ở dưới người ta đếm lên, lấy 45 này, lấy hai con số này cũng như tiếng Việt thôi, cũng bắt hai con số chia hết là 45, chia 9, xin lỗi chia 5 chỗ này thì bằng 9. Sau đó lấy cái con số 4 này chia 5 thì nó bằng 0. Rồi sau đó là đem cái con 4 dư này xuống, rồi đem số 0 dư còn lại là 40 tiếp tục chia 5 thì bằng 8 các bạn, 8 năm 40 trừ lại hết. Còn bên tiếng Việt á, thì mình có cái gọi là gì, mình lấy bên này là 9 năm 45, 9 9 năm 45 trừ 45 bằng 0, rồi đem con 4 này xuống thì cũng vậy là 0 chia hết cho 5 vẫn bằng 0, rồi cái con số 0 mình đem xuống là 8 năm 40. Nó hơi ngược chút xíu nhưng mà cái cách nào thì mình cũng hướng dẫn các bé được với các bạn. Chỉ là thêm một cái cách nữa cho các con thôi. Rồi tiếp tục các bạn quan sát ở đây. Người ta mới trả lời da 900 and a stamp in each pocket, trong mỗi cái túi nó có sẽ có là 908 con tem. Thì cái đây mình nhắc lại những cái khung này nè, là ta hướng dẫn các bé cách nghĩ. Divide
chia cái con số 4.540 này cho 5. Thì ở đây cũng tương tự như cái phép nhân hồi nãy, người ta cũng tách ra các bước mỗi cái kết quả. Các bạn ở đây là 4.540 này, đầu tiên bắt hai cái con số này ra chia 5 thì bằng 9. Tiếp tục hết, cái này là phép chia hết, chỗ này là không không hết các bạn. Cái bắt đầu là kéo con số 4 này xuống, kéo con số 4 này xuống, 4 này chia cho 5 bằng 0. Rồi tiếp tục, cái con số 4 này tiếp tục được kéo xuống, chặn số 0 này gỉ xuống là 40. 40 chia 5 bằng 8. 8.540, 40 trừ 40 hết. Rồi tương tự cái phép nhân hồi nãy thì phép chia ở đây nó hướng dẫn bằng chữ, đó là divide 45 whole by 5, lấy cái con số 45 ở hàng trăm này nè chia cho 5 rồi ra bằng 9. Rồi divide 14 by 5, chia cái con số 4 ở hàng chục này nè, đây là hàng chục các bạn, cho 5. Rồi cái bước tiếp theo là cái con số cuối, tại đây là cái phép chia có dư dư 4 các bạn, cho nên mình cộng với không là 40 ha, đưa cái không vào nữa là 40, là mình được 40. Divide 41 by 5 là lấy cái con số 40 này ở hàng đơn vị chia cho 5. Rồi, tiếp tục. When 4,000 440 divide by 5, khi mà lấy con số 4.540 này nè chia cho 5, the quotient is 900 này, and the remain is old. Thì cái thương này là 908 và dư 0 ha. Rồi hết các bạn.